Minh Phi chào mừng quý vị đang đến với giờ tin sáng ngày 11 tháng 4 năm 2017. Trong phần đầu của chương trình, Minh Phi xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Đại diện Apple tại Việt Nam yêu cầu các cửa hàng điện thoại di động ngừng sử dụng bản hiệu có logo của Apple. Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Điều thứ hai sẽ là thông tin Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Trong báo cáo triển vọng Phát triển Châu Á ADO năm 2017 vừa được ngân hàng này công bố vào sáng ngày 10 tháng 4. Trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á ADO 2017, thì ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tiếp tục nhích lên ở mức 6,5% trong năm nay, song vẫn thấp hơn so với mục tiêu là 6,7% mà chính phủ đề ra. ADB cho rằng đến năm 2018, Việt Nam mới đạt được mức tăng trưởng này. Các động lực tăng trưởng cho kinh tế của Việt Nam hiện tại, theo ADB, là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục được củng cố. Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất chế tạo của khu vực và số người có thu nhập trung bình ngày càng tăng. Càng cường thanh toán được dự báo tiếp tục ổn định, bất chấp biến động trên thị trường toàn cầu. Báo cáo nhận định Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định, tuy nhiên tốc độ này thấp hơn mức cần thiết để đạt vị thế nước có thu nhập trung bình cao năm 2030. Nguyên nhân là dù lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đang bùng nổ, nhưng nông nghiệp lại đang là nhân tố kéo tuột tăng trưởng. Ngành này đóng góp tới 18% GDP, nhưng tốc độ tăng trưởng vài năm gần đây chỉ bằng 1 phần 3 công nghiệp dịch vụ. Để cải thiện tăng trưởng, ADB cho rằng Việt Nam cần tập trung cải cách ngành nông nghiệp, đặc biệt là về cạnh tranh, cơ sở hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng tại buổi họp báo công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á ADO 2017, ông Eric Sisbitt, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam khuyến cáo Việt Nam phải chú ý để không trở thành bãi rác công nghệ của Trung Quốc. Ông Eric Sittwick nhận định Trung Quốc đang nhanh chóng trở thành nền kinh tế tiên tiến, tận dụng tối đa công nghệ cao, công nghệ mới trong chiến lược dài hơi. Do đó, Việt Nam phải chú ý sát sao những diễn biến đang diễn ra tại nước láng giềng lớn của mình và xa hơn thế nữa, đặc biệt là phải chú ý đến công nghệ, nếu cho phép nhập khẩu công nghệ thì chỉ cho phép nhập khẩu công nghệ phải đúng và phù hợp với mình ông xích quyết nhận xét các doanh nghiệp việt nam có xu hướng nhập khẩu công nghệ chi phí thấp do hạn chế về tài chính tuy nhiên ông khuyến cáo doanh nghiệp cần nhìn vào chi phí công nghệ trong toàn vòng đời chứ không chỉ lợi ích khi nhập vào bởi vì giá rẻ chưa hạn đã tốt đại diện adb cũng hy vọng là với việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nhập khẩu việt nam sẽ nhập khẩu công nghệ từ nhiều nước chứ không phải trở thành bài rác công nghệ của trung quốc Công ty Võ Trần, công ty đại diện pháp lý trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam của Apple, vừa gửi văn bản đến một số cửa hàng bán lẻ thiết bị di động thông báo về việc vi phạm bản quyền thương hiệu này trên biển quảng cáo và yêu cầu tháo gỡ cũng như dừng bán hàng Apple không chính hãng. Theo đại diện công ty Võ Trần, việc một số cửa hàng bán lẻ điện thoại di động tại Việt Nam sử dụng biểu tượng quả táo cắn dở, tên Apple, iPhone và nhiều tên gọi khác nhau như App Store, Apple Store, iPad, iPod, MacBook mà không được sự cho phép của Apple là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ do các tên thương hiệu trên đều đang được bảo hộ tại Việt Nam. Văn bản của đại diện Apple cũng chỉ ra có thời điểm các cửa hàng này kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu Apple nhưng không phải là hàng chính hãng mà là hàng giả mạo nhãn hiệu. Việc này khiến người tiêu dùng hiểu nhầm rằng đây là các cửa hàng ủy quyền của Apple tại Việt Nam. Công ty Võ Trần yêu cầu các cửa hàng nhận được văn bản phải chấm dứt sử dụng bất hợp pháp các thương hiệu trên của Apple trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo cũng như phải dừng ngay lập tức việc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Apple. Theo một số cửa hàng điện thoại, cảnh báo này đã từng được Apple đưa ra cách đây 4 năm. Nay tình trạng vi phạm lại rộ lên, khiến đại diện hãng phải ra văn bản yêu cầu dừng vi phạm bản quyền. Thưa quý vị, trước tình trạng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra các tiêu chí nguồn gốc xuất xứ, tức CO, đối với mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu khi áp dụng thuế xuất ưu đãi đặc biệt nhằm tránh gian lận thương mại. Tổng cục Hải quan lưu ý kiểm tra việc đáp ứng các tiêu chí về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ASEAN đối với các ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong quá trình làm thủ tục hải quan để chống gian lận, đặc biệt là khi thời điểm áp dụng xóa bỏ thế quan đối với các ô tô từ các nước ASEAN ngày càng đến gần. Trong trường hợp có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của CEO, các thông tin khai báo CEO hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu như có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu CEO, xuất xứ thể hiện trên hàng hóa không đúng với khai báo trên CEO. Các cục hải quan tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về tổng cục để tiến hành xác minh. Trong thời gian xác minh, hàng nhập khẩu không được áp dụng các thuế suất ưu đãi đặc biệt, chỉ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi tối hội quốc MFN, mức ưu đãi thấp hơn ưu đãi đặc biệt. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tiến hành ra soát CO của các lô hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã cho hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến nay. Nếu có dấu hiệu vi phạm, chủ động kiểm tra sau thông quan và báo cáo kết quả về Tổng cục theo hiệp định thương mại hàng hóa trong ASEAN đầu năm nay thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các nước ASEAN vào Việt Nam chỉ còn 30% thay vì 40% đến đầu năm 2018 mức thuế này sẽ về 0% đến với chương mục mỗi ngày một con số ngày hôm nay thì Minh Vy muốn đề cập đến con số 100% đây là tỷ lệ cơ sở sản xuất rượu truyền thống được kiểm tra không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Quảng Ngãi, theo kết quả kiểm tra vừa được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh công bố. Kết quả đợt thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống ngộ độc rượu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thực hiện mới đây cho thấy 100% các cơ sở sản xuất rượu truyền thống được kiểm tra không có các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm như không có giấy cam kết an toàn thực phẩm, không khám sức khỏe hoặc khám nhưng hết hiệu lực không xác định kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp tham gia sản xuất chế biến, không có giấy đăng ký sản xuất rượu, không có phiếu xét nghiệm mẫu nước sử dụng định kỳ, hầu hết dùng giếng khoan, giếng đào. Phần lớn các cơ sở nấu rượu thủ công không đảm bảo điều kiện vệ sinh như gần khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, sơ chế, chế biến dưới nền nhà, dụng cụ sản xuất không đảm bảo vệ sinh, bảo quản sản phẩm sai quy định cơ sở nấu rượu tạm bờ, bán hàng không có nhãn mát, giấy tờ chứng minh xuất xứ. Đoàn thanh tra cũng đã tiến hành lấy 33 mẫu giám sát mối nguy gồm có rượu gạo 30 mẫu, 3 mẫu dụng cụ ăn uống. Kết quả xét nghiệm nhanh có 2 trên 31 mẫu rượu gạo dương tính với methanol. Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ rượu gạo có kết quả dương tính với methanol và gửi 2 mẫu dương tính đi kiểm nghiệm thưa quý vị vừa rồi là những tin tức nổi bật trong nước ở phần tiếp theo minh vi xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý trung quốc thúc đẩy xây dựng chuỗi thành phố vùng vịnh nối quảng đông hồng kông macau hàn quốc tiến hành đem xác phà siwon lên bờ sau ba năm bị đấm